Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Gamefinity và mình là Lộc đây. Ở trong cái video này thì mình sẽ cập nhật một chút về cái dự án game Golden Bro. Đây là một cái game NFT mà mình hay chơi và mình giới thiệu cho các bạn ở trong cộng đồng của Gamefinity ha. Và hiện tại đây là cái video mình nói về cái chủ đề là chúng ta sẽ tính toán về cái phần lợi nhuận cũng như là những cái chi phí phát sinh khi mà chúng ta chơi cái game này. Thì ở đây ha, mình hiện tại là đang ở rank vàng nè và mình đã có một cái lượng get gadget nhất định rồi. Và ở đây á là mình đã đánh xong cái độ bền của con này ha. Tức là những cái NFT mà các bạn mua ở trong cái dạng game Golden Pro này á thì nó sẽ có một cái độ bền nhất định. Ở đây ha, mình nhấn cho các bạn xem nè. Thì cái độ bền của mình á là cái chỉ số này đây. Đó, hiện tại là 0/150. Thì khi mà chúng ta mua một cái NFT nào đó thì cái độ bền mặc định của chúng ta sẽ là 150/150 ha. Thì mỗi một trận các bạn chơi á, nó sẽ giảm một điểm độ bền xuống. Và khi nó về 0 thì chúng ta phải sạc lại. Thì ở đây ha, mình đang là không rồi, nó yêu cầu mình là muốn chơi tiếp bằng cái NFT này đó, thì mình phải sạc lại. Thì mình nhấp vào đây nè, đó, thì các bạn thấy ha, là khi sạc lại cái độ bền tối đa nó sẽ giảm từ 150 xuống còn 100. Và chúng ta phải tốn chi phí là cái đồng get gadget này, đó, thì mình tốn rất là nhiều ha, ở đây là 55 cái đồng get gadget. Đó, thì mình sẽ nhấn ở đây để mình cho các bạn xem là mình sẽ khôi phục lại cái độ bền NFT nè. Rồi, như vậy là chúng ta đã tốn gần 55 cái đồng gadget rồi. Và hiện tại ha, đối với cái NFT này mình đang chơi là một trận thắng mình sẽ kiếm được một cái đồng gadget. Thì tương đương với việc vừa rồi là mình đã dùng 55 trận thắng của mình để mình khôi phục nó lại. Đó, các bạn thấy ha, là một cái chi phí khá là lớn khi mà chúng ta chơi cái game này. Và đối với ai mà các bạn đã mua cái... Ở đây ha, mình sẽ lên lại cái blog của Gamefinity của mình nè. Ở đây thì mình cho các bạn xem lại về cái phần hướng dẫn mua NFT và cái giá mà các bạn phải trả để mà bạn mua NFT á. Thì trước đây mình mua cái NFT này nó giá hơi cao, cho nên là hiện tại nói về cái phần lợi nhuận ha, là mình đang tạm thời là chưa có lãi. Còn đối với những ai mà các bạn đã mua NFT trong cái khoảng thời gian gần đây mình giới thiệu cho các bạn với cái giá là vài chục đô á, thì các bạn có thể yên tâm mà chơi ha, bởi vì nó cũng tương đối rẻ và khả năng các bạn hoàn vốn lại nó cũng cao hơn so với thời điểm mình đã mua trước đây. Đó, rồi ở đây mình sẽ kéo xuống về cái phần Marketplace cho các bạn xem nè. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu mua những cái NFT ở trên Marketplace của cái game Golden Pro này chúng ta chơi ha. Và cái giá hiện tại nó chỉ có là... Ở đây ha. Cái giá hiện tại là nó chỉ có vài chục đô cho một cái con NFT thôi. Đây. Đó, các bạn thấy ha. Hiện tại giá của một cái đồng kêu như thế này á, nó chỉ có giá là 0.01 thôi, nó rất là rẻ. Ở đây thì, sorry các bạn ha, là 0.1 chứ không phải 0.1. Thì đối với những cái con này, ví dụ như là trước đây á, là mình mua với giá là hơn 100 mấy, gần 200 đô. Nhưng mà bây giờ các bạn mua thì nó chỉ có khoảng là 60 đô thôi, hoặc là 5 mấy đô, nó kiểu như vậy. Đó, hoặc là các bạn có thể lựa chọn những cái con mà nó rẻ hơn. Đó, đây ha. Tuy nhiên khi mà các bạn lựa chọn á, các bạn lưu ý ha, là chúng ta phải xem cái độ bền của nó ha. Bởi vì có rất là nhiều người họ bán lên, cái độ bền nó giảm xuống rồi. Đây, cái độ bền hiện tại con này là nó chỉ 100 thôi, tức là nó đã qua sử dụng rồi ha. Các bạn mua thì các bạn nên lựa những cái con nào nó có cái độ bền cao hơn, ví dụ như con này nè. Để xem là, đây, con này vẫn còn độ bền mặc định nè, là 150, tức là chưa có ai chơi con này cả. Đó, thì ở đây là mình đưa ra những cái thông tin để mà khi mà các bạn có đầu tư, các bạn chơi cái game này, các bạn lưu ý mà chúng ta tính toán lợi nhuận cũng như là chúng ta phân bổ cái vốn cho tập đầu tư ha. Còn việc mà các bạn có nên bỏ tiền ra để mà tham gia vào cái game Golden Pro này, các bạn chơi tiền hay thiện hay không, thật ra là mình không có khuyên đâu. Bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại á, là rất là nhiều dự án, nói chung là chúng ta đang ở trong một cái mùa nó không có mấy sôi động đối với những người tham gia vào thị trường crypto lẫn những người tham gia vào thị trường GameFi ha. Cho nên là đối với ai mà các bạn đã có cái niềm tin vào thị trường GameFi thì mình nghĩ là các bạn cũng đã và đang chơi một số dự án rồi. Còn đối với ai mà các bạn là người mới thì các bạn có thể tham gia vào những cộng đồng, các bạn tìm hiểu thêm tin tức, các bạn đọc thêm. Còn nếu không thì thôi, chứ cái việc mà mình con các bạn vào một dự án game đó sẽ là không có ha. Hiện tại thì mình vẫn đang chơi và trong tương lai dự định sắp tới của mình là sẽ xem tình hình, nếu mà tốt thì mình có thể là mua thêm một lượng NFT để mình chơi và mình cho những bạn khác chơi giúp mình luôn nữa. Thì mình thấy cái game này về cơ bản ha, nó là một cái dạng về game NFT GameFi rất là hay. Và ít nhất là nó đã ra được game và cho phép người ta mua, chúng ta đã chơi được rồi, chứ không phải là một cái dạng ảo rồi lừa đảo scam này nọ ha. Đó, thì đây là một cái điều mình đánh giá rất cao ở dạng này. Và vấn đề về tài chính hoàn vốn thì thật ra là
sẽ rất là khó để nói được cụ thể, bởi vì trong game này chúng ta chơi đa phần là dựa vào kỹ năng cũng như là dựa vào rất là nhiều về cái tư duy, cái kỹ năng chơi của mọi người nữa. Cho nên là cái kỹ năng, cái khả năng hàng vốn ấy, nó cũng sẽ không có chính xác. Thì trước đây mình có một cái video ở trên YouTube rồi, nhưng mà cái video đó thật ra là nó chính xác ở ngay hiểm đó thôi, còn hệ điểm hiện tại nó cũng không có chính xác nữa. Và nếu các bạn chơi thì mình nghĩ là các bạn sẽ tự tính toán cho riêng các bạn ha. Và thời gian hoàn vốn đối với game này hiện tại ít nhất á, là nó phải đạt hơn 45 ngày. Còn các bạn mà cày cỡ nào thì mình nghĩ là nó cũng không có thể nhanh hơn 45 ngày đâu. Cho nên là đây là một cái thông tin dành cho những ai mà các bạn đang muốn tham gia vào chơi ha. Và trên thị trường hiện nay, ngay thời điểm mình đang làm video ha, tức là tháng 8 năm 2022, cũng không có nhiều dạng game nào có khả năng hoàn vốn nhanh hơn. Đó, thì đó là một cái điểm là thông tin mà các bạn cần phải so sánh khi các bạn đầu tư vào những dạng game file. Ok, như vậy là ở trong video này mình đã cập nhật cho các bạn về cái phần chi phí để mà chúng ta sạc lại NFT rồi ha. Và đối với những ai mà các bạn tham gia từ cái giai đoạn early access từ tháng 4, tháng 5 của 2022 trở đi á, cho tới hiện tại là đã 3 tháng mấy rồi, thì chúng ta đã có kinh nghiệm rất là nhiều rồi. Tuy nhiên đối với những bạn mới, các bạn chưa có chơi ở trong cái giai đoạn đó và các bạn ở điểm hiện tại muốn bắt đầu vào á, thì các bạn cũng xác định một điều là các bạn sẽ phải có một khoảng thời gian cày, nó có thể là 1 tháng hoặc 2 tháng để mà các bạn đưa những cái NFT của bạn nó lên cấp ha. Đây, thì đối với những người mà các bạn đã cày rất là nhiều từ cái giai đoạn mà mình bắt đầu chơi á, các bạn cày lên level 20 rất là nhiều rồi, nhưng mà mình hiện tại là mình không có cày nhiều bằng các bạn, cho nên là cái level những cái NFT này của mình nó chỉ có mười mấy thôi. Đó, thì khi mà các bạn mới chơi tầm 1 tháng thì các bạn có thể lên được những cái NFT ở cái level như thế này, thì nó cũng tương đối rồi. Và các bạn chơi càng lâu thì cái NFT của bạn nó sẽ lên cái level càng cao và các bạn đánh nó sẽ dễ dàng hơn. Chứ các bạn mới mua NFT mà các bạn đòi chơi phải mạnh bằng những cái người đã chơi từ những cái giai đoạn trước đây rồi thì cái điều đó nó hơi khó ha. Chúng ta phải cày thôi. Bởi vì cái game này thuộc dạng là để cho người chơi họ phải cày bỏ thời gian vào thì họ mới chơi kiếm được tiền ha. Ok, thì mình sẽ tạm thời kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.